Tiếp theo là những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, nhận định giá cam năm nay giảm so với mọi năm, song do được chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp, nên cam của hợp tác xã rau củ quả chất lượng cao, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên vẫn bán được giá. Với tổng số 30 ha cam Hưng Yên, vụ cam năm nay, toàn hợp tác xã ước thu từ 600 đến 700 tấn quả, để việc tiêu thụ được thuận lợi ngay từ đầu vụ, các thành viên trong hợp tác xã đã bảo nhau cùng chăm sóc cam theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp như chỉ sử dụng thuốc vi sinh, phân trùng hoại mục và ngâm ngô đỗ để chăm sóc cho cây. Nhờ vậy mà có tới 70% diện tích cam của hợp tác xã đạt chất lượng ngon ngọt, mẫu mã đẹp được chọn để bán cam quả với giá bán cao hơn cam được trồng theo phương pháp truyền thống từ 5.000 đến 7.000 đồng một kg. Hiện tại, hợp tác xã đã tiêu thụ được 50% sản lượng. Sản lượng còn lại, hợp tác xã đang tiếp tục tăng cường quảng bá và tham gia trưng bày tại các hội trợ tuần lễ tiêu thụ cam do tỉnh tổ chức.